cụ biết nhá, uống trà thì cũng phải có phép tắc của nó, chứ không thể uống vừa uống mãi được đâu. Ôi trời ơi, uống cứ như là uống nước mưa ấy chẳng hạn. Các cụ nhìn đây để mà học này. Dạ, bẩm quan lớn cho ban trà, xã con xin uống ạ. Cô làm sao vậy? Dạ, con đang bay đây ạ. Hương trà thơm quá, đưa con lên tận mây xanh đây ạ. Thôi, mời cô xã về chỗ. Dạ, về chỗ ạ. Thưa các cụ, bản quan tới đây là để bàn một việc lớn. Dạ, trình lại quan lớn. Quan lớn muốn bàn việc gì thì xin hãy để sau. Dạ, hôm nay thay mặt chúng hương chức làng Trà Lũ muốn hỏi quan lớn một việc trước đã. Đúng rồi. Xã, mở nhời như thế là được rồi chứ hả? Ừ, mở rất hay. Có đầu có cuối, có thưa có gửi, không sợ thất lễ với quan trên đâu. Thế vậy anh xã mở tiếp đi. Xã mở tiếp thôi mở. Dạ bẩm quan nhớn, có phải quan nhớn là doanh điển sứ không ạ? À, đúng. Có phải năm ngoái quan lớn cùng thống tướng Phạm Văn Lý đem quân dẹp cướp Phan Bá Bảnh? Phải. Vậy thì tốt rồi. Tất nhiên rồi. Bẩm quan nhớn, quan quân triều đình về dẹp cướp là việc tốt. Ấy nhưng việc giết người, đốt phá nhà dân là việc chẳng nên làm. Đúng. Mà lại còn giết quan. Quân giặc phần lớn là ở làng Đông Quách. Đúng rồi. Sao quan quân triều đình lại tàn phá làng Trà Lũ chúng tôi? Ta biết, ta biết. 60 ngôi nhà bị cháy, 5 người chết oan, hàng trăm dân nhau nhóc lầm than, triều đình có lỗi. Ta xin thay mặt triều đình xin tạ lỗi cùng với bà con. Ấy dạ, bà ngợi quan lớn không thể xin lỗi xuống như thế được. Hôm nay quan lớn về đây thay mặt triều đình, quan lớn hãy đền cho dân xã chúng tôi đi. Đền cho chúng tôi, đền đi. Ta hứa, ta hứa, thay mặt triều đình ta sẽ đền dân xã. Ta sẽ cho lính dừng lại nhà, cấp lương thực cho những người già ốm yếu, cho những gia đình bị đói. Nhưng ta muốn đền dân Tiền Châu gấp 10 lần hơn thế. Miễn là trăm dân cùng ta chung sức đồng lòng. Dân làng Đông Quách đã tới. Có giỏi thì vào đây. Đúng rồi, vào đây. Các cụ làng Trà Lũ, các cụ định làm gì vậy? Định đánh nhau trước mặt ta chăng? Mời vào. Dạ, chúng dân làng Đông Quách nghe theo lời hiệu triệu của quan lớn đã có mặt. À, ta miễn lễ, ta miễn lễ. Ôi trời ơi, cụ đang nổ bọt mặt tôi đấy. Các cụ làm gì vậy? Ai cho phép dân làng Đông Quách được bước chân vào đình làng Trà Lũ hả? Bản quan cho phép, liệu có được không? Ấy dạ, bẩm lệnh quan lớn là không được ạ. Vì sao? Dạ là vì dân chúng làng Đông Quách phần lớn đã đi theo Phan Bá Bảnh, bị quan quân triều đình xua đuổi đến đường cùng, nên chúng đã kéo vào làng Trà Lũ chúng tôi để cố thủ. Đúng rồi. Chính vì vậy làng Trà Lũ chúng tôi bị quan quân triều đình tàn phá, cho nên chúng tôi có lời thề là đời đời kiếp kiếp không thể xóa được. Xóa thế nào? Quan lớn hiểu cho. Ta đã nghe qua lời thề đó. Vậy bố lão làng Đông Quách có muốn nói gì chăng? Dạ, trình quan lớn, dân làng Đông Quách chúng tôi cũng như cả vùng Tiền Châu đây, đất đai hạn hẹp, quanh năm đói khát, đói ăn vụng túng làm liều, bất đắc dĩ phải làm như vậy. Chứ ai chẳng muốn làm lương dân chăm chỉ làm ăn. Già này xin thay mặt dân làng Đông Quách có lời tạ lỗi với bà con làng Trà Lũ, liệu có được không ạ? Bà ta cũng đây nể nhờ quan nhớn. Đành rằng các người đã có nhời xin lỗi, nhưng đinh đóng cột kia ấy thì không thể nhổ dễ dàng. Không được, được. Để ta về họp làng đã nhỉ. Không, hả? Cứ phải họp làng. Đúng rồi. Cứ phải có chén nâng lên đặt xuống thì mới quyết được. Còn sao nữa? Ô làng Đông Quách đi, cứ phải nộp đủ 3 bò, 9 trâu, 12 con hơi. Chứ lại kém ạ. Đấy là chưa kể gà vịt ngăn ngóng đưa tiến theo chân đấy. Có phải không hả các cụ? Đúng rồi. Thôi, các
cụ hãy nghe bản quan có đôi lời phân giải. Ta thay mặt triều đình cùng với làng Đông Quách đã có lời tạ lỗi. Ta đoán ý chắc bà con làng Trà Lũ cũng không hẹp hòi gì, đều là đồng bào dây bầu dây bí, anh em muốn biển là nhà, mọi sự chẳng qua vì nghèo đói mà ra. Này bản quan về đây, mong dân Tiền Châu thuận hòa chung sức. Người xưa đã nói, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng gần. Này nếu trăm dân chung sức đồng lòng, thì hãy cùng bản quan lấn biển Đông, tìm cơm no áo mặc, tìm ấm no hạnh phúc. Ồ, thế bằng cách nào nhỉ? Ta đón dân nghèo về đây khiển đất, đuổi biển Đông đi lấy đất làm ăn. Dạ, bẩm quan, quan lớn nói vậy, nhưng liệu quan lớn có rút ra bài học thở trước? Kỳ là đình làng bát cấp, thở hà đê sứ thời dê, giữ không an toàn đê ba lạt ngoài kia, thương dân khổ, đã nhảy xuống dòng nước xoay. Thương ơi, đau xót muôn phần, tấm gương nghe oan nghiệt, phàm trần còn ghi thương ơi bao nỗi mà xót xót xa nghi ơi. Tâm mê hương quan niệm ấy mây phàm ơi trần nay phàm trần còn chết vì dân muôn đời cảm khái, nhưng rõ ràng là thất vọng ở trên đời. Còn như ta đã mang tiếng nam nhi sống trong trời đất, phải sống vì dân cùng vui buồn sướng khổ. Ta thừa biết bằng việc làm có danh điển sứ, có ngàn nỗi gian truân nhưng chỉ có một niềm vui. Dạ, bẩm quan nhớn hãy tha cho được nói thẳng một lời ạ. Mời nhà thầy cứ nói. Dạ, bẩm quan nhớn, năm xưa con nước vật làm ruộng Trà Lũ đây sạt lở xuống bờ bên, trời không thương, biển cũng không thương, nổi cơn giận ầm ầm phá tan tành đê đập. Nay quan nhớn về đây vẫn chỉ hô hào đắp đê như thủa trước, thì khác nào dã tràng xe cát biển Đông ạ. Ta biết, việc này rồi để ta tính. Ú gì đâu? Đây, mời các cụ nhìn xem, đây sông Cái chảy ra Ba Lạt, đây sông chảy xuống đi còn nhà tôi cắt vùng đất kia sông lầm đây. Còn để mũ mi này ra rồi, gần lễ chúng ta. Dạ, bẩm quan nhớn, liệu được mấy nã? Quan lớn cho người đắp đê chắn sóng ngoài xa, không cho nước mặn tràn qua. Ê, nhưng âm muối ở dưới sâu ấy thì vẫn thấm lên trên. Dạ. Mà đất ở vùng này thì thường xuyên ngập mặn. Vâng à. Muốn cây lúa mọc được thì phải trông mặn cho đất chứ ạ. À. Ta biết. Muốn trồng trọt thì phải thâu chua rửa mặn, chứ không chỉ một việc đắp đê. Dạ bẩm quan, nhưng mà làm cách nào để rửa mặn thâu chua? Ta đào những dòng mương nhỏ chảy theo hướng đông tây thẳng tắp,
vừa chợ phù sa vừa đỉnh giữ xóm thôn. Dạ bẩm quan, nhưng mà lấy đâu ra người mà lập xóm lập thôn? Lấy đâu, đâu? Ta sẽ chiêu mộ những người dân nghèo đứng ra làm chân nguyên mộ, đón dân nghèo phiêu tán về với đất làm ăn. Việc này ta cũng dù liệu sẵn. Ấm Lan đâu? Có thần, hãy đọc lên cho mọi người cùng nghe. Đâu rồi? Đọc lên cho mọi người cùng nghe nào. Người nào mộ được 50 đinh, khẩn hoang được 600 mẫu, phong chức xã trưởng. Mộ được 30 đinh, khẩn hoang được 400 mẫu, phong chức ấp trưởng. Mộ được 15 đinh, khẩn hoang được 200 mẫu, phong chức trại trưởng. Mộ được 10 đinh trở lên, khẩn hoang được 120 mẫu, phong chức giáp trưởng. Vậy là 50 đinh một làng, 30 đinh một ấp, cho công xá minh bạch, cho cơm ăn áo mặc, cho công cụ rành rành, cho trâu làm sức kéo. Chết nào, tam tứ ngũ lục, lục thất tứ thập nhị. Như thế là mỗi một suất đinh cũng gần 9 quan tiền các ngụ ạ. Thế tiền ở đâu ra mà lắm thế nhỉ? Đâu ra mà lắm thế nhỉ? Nhà vua cho thuế tiền thuế thấp, riêng một huyện Trực Ninh thừa sức chi tiêu. Dạ bẩm quan, thế dân được cấp trong bao lâu ạ? Dân được cấp trong 6 tháng. 6 tháng này cô ạ. 6 tháng lúc đó khoai sắn đã rỡ xanh, thóc lúa vừa gặt xong. Phải rồi. Không cần đến tiền cơm. Có lại các cô này, thôi cũng cho là được. Được quá đi chứ. Được quá. Nếu mọi người đã đồng lòng thì hãy về sược soạn. Ai vào việc đấy? Cho thì đi cho các cô, đi thôi, đi thôi. À khoan. Bản quan muốn thỉnh với các cụ, bản quan thấy cái đinh đóng ở đây vô cớ làm xấu đi cái cột, xin phép bà con cho bản quan được nhổ cái đinh, liệu có được không? Dạ bẩm quan lớn độ lượng nhân từ, cởi bỏ oán thù ai mà chẳng thế hâu. Nào các cụ của dân làng Trà Lũ và làng Đông Quách, hãy quỳ xuống để quan doanh điền sứ đây cởi bỏ oán thù. tốt lắm. Vậy là oán thù đã được cởi.
Liễu Nhi, Liễu Nhi nàng ơi, hôm qua ta nghe nàng hát hay quá, tiếng hát của nàng như thế nào nàng nhỉ? Đã mang tiếng ở trong trời đất đi, phải có danh gì với núi sông? Ôi Liễu Nhi ơi, nàng hát hay quá, ta thưởng cho nàng 3 nén bạc. Nhờ nàng, ấy ta thưởng. Không, kiểu thưởng tiền thô tục của ông không giống quan lớn thưởng tiền cho chúng tôi. Đổi ơn ông, tôi không thể nhận. Ấy kìa, Liễu Nhi! Ngu rồi, con ơi! Cậu phải lòng con Liễu Nhi rồi. Nàng đi rồi. Rơi tiền rồi cậu ơi. Bà là mẹ của Liễu Nhi phải không? Thôi đúng rồi. Bà ơi, cháu không những phải lòng Liễu Nhi mà cháu còn mê say đắm cuối. Từ lúc gặp nàng ở mía bờ sông là cháu đã chết nửa cõi lòng. Bác ơi, đã trộm mê nghề thương, đã trộm quê đã yêu người nàng đã tiếc đêm chờ ngày nhớ tình tình ơi tình người thiết tha nói chẳng nên miệng là đi đừng hát con ngẩn ngơ ngày thì nhớ mấy đêm thì mong ơi bác ơi ngày thì nhớ mấy đêm thì dẫu tốn bao nhiêu bạc tiền có trả tiếc miễn có được nàng bác ơi xin người nhớ tình ơi Liễu Nhi ơi đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông? Bác ơi, đây là 3 nén bạc bác mang về đưa cho Liễu Nhi hộ cháu và nói với nàng rằng cháu sẽ rước nàng về kinh mua xe tứ mã, mua nhà mua cửa sắm sửa tư trang. Cô gái nào cháu cũng nói thế. Và sáng trưa chiều tối nàng hát cho cháu nghe câu hát vừa rồi. Đã mang tiếng ở trong trời đất đi, nhất phải có danh gì nhỉ với núi sông tắm? Liễu Nhi ơi, nàng bỏ đi rồi. Nó mà lấy được con mình thì mình cũng mất điên lên mất. Nhưng được cái là hắn lắm tiền, thôi thì kiếm được đồng nào hay đồng đấy. Tỉnh lại đi cậu ơi. Này cậu. Dạ. Liễu Nhi nhà lão ấy đẹp người đẹp nết, đàn ngọt hát hay, mà chỉ có 3 làng thôi thì ít quá. Đã bảo bao nhiêu mà chả có, ta cứ ngoắc ngón tay giữ chữ tín cùng nhau. Về mà dụ dỗ con gái đi, nếu không ấy là đừng có chạy. Thôi, coi như ta tung hay cầu số bạc này phòng ngừa giáp hạt tháng 3 ngày 8. Gì thì gì cũng phải hỏi ý kiến nó xem sao. Nếu vậy thì nhanh lên, ấm lam lại không có thời gian chờ đợi. Quái lạ,
cắn tiền vào mồm, nó đập tiền vào mồm mà lại không thấy đau, chỉ thấy sướng. Liễu Nhi con ơi, quả là khốn nạn, quả là khốn nạn. Khốn nạn rồi con ơi, khốn nạn. Kìa Liễu Nhi, chiếc đinh kia đã được nhổ, lời thề đã được giải, sao em cứ tránh mặt tôi thế? Kìa Liễu Nhi, em có tránh mặt anh đâu. Không tránh mặt mà lại thất lễ.